Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam ngày 10 tháng 7 năm 2022 của mình ngày hôm nay. Buổi chiều ngày hôm nay Lộc miền Nam trên kênh nó về được cái lộc, đó là cái con 83 ở trên kênh Hậu Giang. Chúc mừng tất cả anh chị em đã tin tưởng và ủng hộ trên kênh. Còn tiếp theo mình dự đoán miền Nam ngày 10 tháng 7 trên đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt. Mời anh chị em tham khảo Tiền Giang mình dự đoán cái cặp 25-52. Còn ở Kiên Giang mình dự đoán cái cặp 36-63. Còn Đà Lạt mình dự đoán cái cặp 0330. Anh em đã tham khảo cho ngày mai. Chúc anh chị em nhiều may mắn cho ngày mai.